Rồi. Chú Tâm gồm phải không? Rồi ba má có nhà không con? Ba má có nhà không? Có. Ba đâu? Má đâu? Ờ, má đâu? Rồi, chào chị. Hôm nay á, chơi game, có chơi game không? Không chơi game, tại sao không chơi game? Được. Chơi không được hả? Tại sao chơi không được vậy? Đấy khỏi quỳ. Yếu. Điện thoại yếu rồi. Chơi không được nữa. Rồi, vậy làm sao giờ? Giờ chú Tâm Ròm hỏi anh Tâm Ròm ơi, xin iPad được cho em chưa? Hỏi đi. Hỏi coi. Anh Kiều Ròm. Có xin iPad được cho em không? Có xin iPad được cho em không? Nếu mà xin được thì vui không hay là sao? Ghét lắm. Rất là mừng. Còn xin không được. Xin không được sao? Buồn. Wow. Biết buồn đó hả? Yeah. Rồi nói nghe nè. Bữa nay tắm chưa? Chưa. Bây giờ kêu chị nào vô tắm giùm nha. Hả? Chị ơi, có chị nào vô tắm giùm Chí Hào không? Có chị nào xưng bông không? Không. Đây là nhiều lắm. Đây là chị vô tắm giùm nha. Hả? Tắm giùm Chí Hào nha. Sao vậy? Không được. Không được hả? Được. Vậy thôi chú Việt tắm giùm con nha. Chú Việt tắm giùm Chí Hào nha. Hả? Sao chú Việt tắm giùm Chí Hào nha. Được không? Được không? Dạ. Dạ được ha. Rồi tóc này nè, chú Việt hớt giùm con được không? Được luôn. Hớt được luôn ha, sắp tới ngày hớt cho chị. Sắp tới ngày hớt rồi đó mà nó nói... Để nằm với hớt hả? Dạ. Là đẩy đây, Dạ. Đẩy đầu đinh phải không? Dạ. Đẩy đầu đinh thì mình đẩy được. Dạ. Đẩy được, chú Việt lấy cái đồ nghề lát nữa hớt cho Chí Hào nha. Còn bây giờ á là cái máy điện thoại hết chưa được rồi hả? Hả? Chí Hào rất là lễ phép nha mọi người. Câu trước câu sau dạ hết á. Chí Hào đâu có đi học hả chị? Dạ đâu có học. Không đi học mà sao bé biết dạ đồ, bé lễ phép lắm ha. Dạ đâu có đi học vậy đâu. Mà sao bé hình như học trên mạng hay sao bé coi mạng nhiều dạ, quá. Dạ coi tivi. Sao con biết dạ thưa đồ con lễ phép quá vậy? Con tự học hả? Rồi bữa nay con khỏe không? Hả? Con khỏe hả? Con ăn cơm nhiều không? Mấy bữa nay con ăn cơm được nhiều không? Hả? Con nhiều. Ăn nhiều lắm hả? Mỗi lần bé có vấn đề gì chị biết không? Giống như bé khỏe, bé không khỏe chị biết không? Nó không khỏe thì nó ăn cơm nó sạch rồi, còn nó khỏe thì nó lại ăn cơm hoài. Lắc cái rồi ăn hết. Chị rờ chán bé coi. Bình thường hả? Dạ. Hay là tại vì nãy giờ mình ngồi máy lạnh thành ra cái tay dạ, mình thấy mồ hôi à, thấy bé nóng hơn bình thường dạ, không thì sức mồ hôi là không có vấn đề gì hả chị dạ. Hả bữa nay chú lại vui không vui hả vui lóc ra mà thì sức mồ hôi luôn dạ. Dạ bây giờ nè chú Tâm sẽ báo cho con một cái tin vui nha. Rồi ngồi đợi chú Tâm nha. Gì không? Không phải iPad mà máy tính bảng được. Được. Mình để dành mình che nhà mình lướt cho đỡ buồn. Được. Dạ thật ra thì Chí Hào đây á có một cái mong muốn có một cái máy tính bảng vậy đó để mà ở nhà xem giải trí này kia đâu đó. Rồi nhưng mà một ước muốn khá là lâu rồi mà chưa có thực hiện được, cũng chưa có nhà hảo tâm nào biết đến mà giúp đỡ cho em á. Thì hôm nay mình đến đây thì mình cũng có nhận được một cái những cái tấm lòng của nhà hảo tâm á, mình có chuẩn bị cho Chí Hào một cái món quà là một cái máy tính bảng nha, để giúp cho em giải trí cho những lúc mà như thế. Mừng cả mừng. Rồi bây giờ nè. Em tự khui được không? Được không? Rồi, tự khui luôn. Máy mới luôn nha. Chừng là mạnh ấy thì chúng là con nhẹ thôi. Hay là phụ không? Khỏi phụ ha. Chú phụ rồi. Rồi. Chưa khui được rồi. Chú rồi để bây giờ anh mở ra nha. Rồi. Cái mặt mình đâu. Cái máy
máy của em đã bị yếu rồi. Quên. Đúng rồi, đây cái máy điện thoại mà chị Hào đã xài hết. Dạ, đây cái máy điện thoại, nói chung là không được máy. Cái cấu hình nó đã tương đối yếu á. Dạ. Đây nói chung thì cái món quà này cũng nhà hảo tâm thôi. Mừng từ từ. Đây, để mở ra nha. Từ từ rồi, đúng rồi. Bây giờ thay ra cái máy này cũng đã mua, cũng có tải game này kia sẵn rồi. Rồi bây giờ nè, Chí Hào nè. Đâu? Rồi bây giờ em kẹp được không? Có nào gớm không? Con gớm kìa con. Kẹp giữa, kẹp giữa nha. Nè nè. Cũng mừng người ta. Được. Ủa kìa, làm sao con gớm kìa. Rồi, em tự mở rồi, tự mở luôn rồi. Đẩy lên với dách thì... Đây, để hỗ trợ Chí Hào ha. Có tải game sẵn luôn rồi đó. Tải cái máy mới. Đó, quá dữ rồi. Rồi bây giờ em lướt coi, lướt thử cho bà con cô bác xem coi. Đó, ở đây là nhiều mở không đó nha. Đây là cả xóm này ai cũng trông mong cái điều này hết. Ờ biết luôn. Ủa biết game, có game sẵn rồi. Vô game sẵn luôn. Vô. Có làm nhẹ nhẹ nó chừng đụng gớt nghe không? Mà đúng lại game này mình đang chơi không? Đúng, phải đúng game mình đang chơi không? Yeah, được. Chạy nhanh không? Chạy nhanh không? Quá mừng rồi, mừng hứng lính đâu, mới chờ khoảng từ từ đi con. Rồi đâu, bây giờ Chí Hào thử thao tác một vài động tác trong game ơi. Thử coi. Mừng. Quá đẹp. Đẹp. Quá đẹp luôn em. To lên hả? To lên hả? Tóc gồng ra, tóc gồng quá đẹp luôn rồi. Ở trong đây thì mình có cái coi như là một cái tự mua ở một cái cửa hiệu. Và ở đây mình có cài sẵn cái quay trở lại đúng rồi, cái đúng rồi, quay trở lại đúng rồi đó. Ok. Cái chị gì, cái số điện thoại để nạp tiền vô cho Chí Hào. Cái trong đây là mình có xài thẻ 4G. Rồi. Thì chưa game mới nổi ở đây mình gửi lại cho chị luôn ha. Đây là toàn bộ dữ liệu ở trên cái này là đây có bảo hành này kia luôn đó chị. Dạ. Có SIM 4G luôn. Dạ. Rồi, đây bây giờ để cho Chí Hào chơi thử cái thao tác trên game nha. Quen không? Thấy quen thuộc không? Coi. Đó. Thấy không? Cái đó phải chấp nhận cái gì nữa đó. Chí Hào làm được không? Chấp nhận đó làm được chứ. Được. Nhẹ thôi nha. Cái nào? Đừng có hấu. Từ cầm lên. Khổ không? Đừng có cho gớm vô điện thoại đó nha con. Đây, để anh dựng lại cho. Má nóng ruột, tại đồ mới quá má. Đồ mới, nóng ruột. Cái này có băng keo, dán vô. Có dán mặt rồi. Không, cái này có cường lực rồi. Không phải, phải để em theo cái sự điều khiển của em. Tại vì nó giờ nó quá mừng rồi, nó lắm quýnh, quýnh nó đầm. Em chấm vô cho Chí Hào vô game đi, cho Chí Hào chơi đi. Rồi, bây giờ chấm đây nha về Chí Hào. Đúng không? Đi thôi. Sao nó chưa chịu đi nè? Cái tay em chạm màn hình đó. Cái tay chưa nắm chạm màn hình. Game em. Rồi, em chơi chưa? Cái này đi vô bàn phím. Anh nghĩ nếu mà không được em thoát ra đi em vô lại. Nó có một cái sự cố gì đó. À, phải đặt tên. Đặt tên Chí Hào đi. Đặt tên đi. Rồi. Chí Hào luôn. Chí Hào nha. Vậy đó. Từ từ, mừng lắm mẹ, từ từ. Mừng cơ hoài. Vui quá. Vui quá vui à. Vui quá, hầu hát tặng khán giả một bài nha. Chí Hào biết hát không? Không được. Không được à, không hát được à. Tên đã tồn tại luôn. Không được anh. Cái gì không? Cái này chắc nhờ em Chí Hào cài không? Có em trai nào ở nhà không chị? Dạ có. Nó đi chơi đâu? Đi chơi. Đi chơi rồi. Chí Hào biết luôn. Mình chơi cái trò khác chứ đi. Không, cái môn đó của Chí Hào thôi. Rồi đang vô. Rồi được rồi. Từ cái sim đó mua hết 108 á, mạnh lắm á. Đó, vô game nha, vô game. Bây giờ anh cầm nè. Anh cầm nè, giờ cho Chí Hào chơi game thử nha. Em để dựng ở dưới dán em kèm lại là bé chơi được.
Rồi. Để cái này lên không cho nó đừng chạy á. Ờ để lên đi. Để lên đi, để lên đi. Để lên đi. Cái gì cũng nghe lời đó, chứ Hà ngoan quá. Nó nói là nghe lời liền ha. Ừ, để lên đi. Dạ để lên đi. Có cái máy này giống như là cái người bạn vậy đó. Ừ, động lực cuộc đời của em. Nhưng mà ở đây người ta đi lại có ai giật không chị? Không biết, không có ai coi đâu giật. Chị Hào. Rồi, chị Hào, chị Hào rồi. Coi chừng phụ ha. Đó, giờ bấm máy bay nha. Điều khiển được không? Sợ bên ngoài á, tội nghiệp bé. Ờ, cũng rất là nhiều nhà mạnh thường quân, những nhà hậu tâm á, cũng giúp đỡ. Sao sao mừng quá chơi không được quá rồi giờ mừng quá rồi giờ lỡ quá gung mừng quá gung hả gung rồi thôi kể đi xíu đi để chú Việt coi giờ chú Tâm vui với chị Hào xíu nè con giờ nói vậy vừa con giờ cái game này là game gì em biết không? Game gì em nói rồi? Cái gì? Game gì? Nhớ không? Pi gì? Pi gì? Pi Pi. Pi Pi. Mừng quá. Mừng quá hả? Rồi cảm ơn quý nhà hảo tâm. Cảm ơn quý nhà tâm. Đã cho con cái máy. Đã cho con. Em ơi là chân em. Nói con đầy đủ. Chú Việt nói không có đầy đủ. Game. À, vui không? Nè quá trời người vui với chị Hào. Chị Hào, tối nay ta khỏi ngủ quá hả? Tối nay mừng quá, ở mái khỏi ngủ luôn. Ngủ được luôn. Khỏi ngủ luôn. Cứu được. Ừ, ngủ được luôn. Chiều nay khỏi ăn cơm luôn. Nghỉ ăn luôn. Nghỉ ăn cơm luôn hả? Chiều nay có cái máy này đâu rồi, nghỉ ăn luôn. Rồi, đâu bấm tiếp tục ra được không con? Bấm không? Cái game này anh không biết chơi đó. Còn đụng vô máy nè thôi. Bấm vô ngay cái chỗ cái hình đi. Đó, đó. Đi được nè. Hay ta. Quá dữ rồi, chia hàng quá. Bắn súng rồi. Bắn rồi. Đó. Quá dữ luôn. Biết nữa mà. Cái máy này nó sẽ bự hơn, dễ chơi. Đúng rồi, cái thao tác dễ hơn cái điện thoại. Dễ hơn cái điện thoại. Đó, hôm nay là cái anh nắm mà là xin cho chị Hào á, rồi kêu mấy anh lại phụ xin dữ lắm á mới được đó. Cảm ơn nghe. Cảm ơn nghe. Thôi vậy là được ha. Được rồi. Tại tôi nắm không? Tôi hứa lâu lắm mà không được rồi tôi cũng nghe. Quay rất nhiều clip mới kiếm cho chị Hào. Tại cái kênh của anh thì giúp em không có được. Anh mới nhờ cái kênh của anh Việt với Tâm Gồm để giúp em mà giúp mấy lần cũng chưa được. Rồi lần sau là quyết định thêm một lần nữa. Giờ tâm nguyện của em cũng đã hoàn thành rồi ha. Chị vui em nha. Chị Hào nè. Thật ra cái món quà này á là của bà con cô bác á gửi tặng cho chị Hào. Trong đó là có anh Quỳnh Thanh Việt 1971 nữa. Dạ. Thì để được có được cái món quà nhỏ, nói chung là đối với chị Hào đó là một món quà là cực kỳ lớn và ý nghĩa luôn nha. Thì cũng nhờ bà con cô bác thương tình chị Hào thì sau đây mình xin phép đọc tên mà quý nhà hảo tâm á có tấm lòng gửi cho chị Hào. Và cái máy này là mua 6,5 triệu. 6,5 triệu. Dạ, 6,500,000 đồng. Thì hôm bữa thì có nhà hảo tâm gửi cho mình là số tiền là 5,5 triệu. Thì còn lại 1 triệu á, là anh Quỳnh Thanh Việt 1971 ủng hộ thêm. Thì trong cái số tiền 5,5 triệu đây gửi cho bé Chí Hào thì trong đây có bạn Hoàng Long 1 triệu. Chị Lý Nguyễn 500,000. Bạn Vũ Bảo Trân 500,000. Chị Huyền Nga 500,000. Chị Loan 500,000. Chú Trần Thái 500,000. Bạn giấu tên 500,000. Chị Yến Trần 500,000. Bạn Dương Phụng 300,000. Chị Hồng 500,000. Và bạn Sang 500,000. Cùng với anh Quỳnh Thanh Việt 1971 1 triệu đó. Rồi bây giờ là Chí Hào nè. Mình nhận cái món quà này rồi Chí Hào cảm thấy như thế nào? Rồi Chí Hào có muốn nói lời cảm ơn gì không? Rất là vui luôn á. Rất là vui luôn. Cảm ơn gì không? Cảm ơn bà con. Cảm ơn bà con. Đã giúp đỡ
Cảm ơn mong ở đây. Cảm ơn. Có cái món quà này sau này mình có mình giải trí cũng đỡ buồn ha chứ. Mà hồi đó mình không nghĩ đó giờ mình sẽ được một cái máy tính bảng to vậy. Không có nghĩ tới điều đó. Rồi ví dụ như mình chơi bằng cái điện thoại với cái máy này chơi nào đã hơn? Chơi cái máy này đã. Cái máy này sướng hơn ha. Đi coi yêu. Sao? Đi coi yêu. Không nghe, anh chưa hiểu, anh nói lại coi. Nói đàng hoàng coi. Đi coi của em yêu. À, điện thoại của em nó yếu, đúng không? Chơi game nó bị lắc, đúng không? Nó đứng hoài phải không? Đâu rồi luôn rồi. Rồi, nãy giờ cái này thấy Chí Hào thấy mạnh không? Mạnh. Mạnh như châu không? Còn hơn. Dễ coi hơn ha. iPhone. Cái này Samsung. Không phải iPhone. Cái này không phải iPhone, cái này là Samsung. Giống như... Nó giống vậy. Giống vậy á hả? Giống mẹ con. Rồi hỏi mẹ Chí Hào có vui không? Mẹ Chí Hào vui. Hổng nó đòi cái máy này hoài quỷ à. Mà không mấy chú này nó hỏi chú Nấm nè, cho nó cái máy này. Mà nó mừng có mừng mà nó không biết có hay không. Dạ. Nói chung là cái duyên chưa tới. Dạ. Nó không biết có không mà nó ước hoài vậy đó. Ước hoài. Dạ. Mà gia đình mình cũng không có cái khả năng để mà mua cái máy mấy triệu như vậy. Dạ. À, tại vì sống không sinh mình còn phải lo này kia nữa. Và mấy em đối với Chí Hào đó là đây là một cái người bạn không có ai bào quản Chí Hào hết. Đúng rồi. Ra đây là một cái động lực để cho bé có một cái tạo nên một cái niềm vui cho bé. Mà Chí Hào chơi game bằng chân không nha? Rất là tội. Là... Tay Chí Hào hoạt động được không con? Tay không được vô được không? Tay không làm được hả con? Dạ. Tay không được chỉ có chân thôi. Dạ. Mình xài cái này xài cái chạy cho kỹ nha Chí Hào. Dạ. Cái điện thoại này nó dựng lên nó cũng làm rất là bực bực hoài. À, cái này có dán cùi lên. Xem là bực bực hoài điện thoại nó. Ốp lưng hả? Còn thiếu có ốp lưng hả? Ủa biết xài ốp lưng không? Ốp lưng này sao con khó khiều lắm á con. Nó nói con ốp lưng miễn con gớt không sao. À. Vậy thôi ở đây gần gần bắp lưng, bữa nào kêu ba đi mua được không? Dạ được. Được luôn. Trời ơi cái gì cũng được. Sao Chí Hào giải quyết lẹ dữ vậy ta? Coi nè, ví dụ ở đây mình có máy, bây giờ mình hot game ở đây. Bây giờ mở YouTube lên coi. Rồi mở YouTube ơi. Rồi Chí Hào, đây có cài sẵn rồi ha. Rồi đó, bây giờ Chí Hào lướt như YouTube, mở cái clip của Chí Hào lên đây. Biết chính xác YouTube luôn. Rồi bây giờ kiếm cái clip của chú anh Tâm Rờm rồi. Nhưng mà phải đăng ký mail. Không biết chữ. Được rồi hả? Không biết chữ đọc luôn. Đây các bạn đọc luôn. Nó bò cái làm được. Tìm đọc luôn. Đây rồi bây giờ. Đâu? Đây là tìm ở đâu? Đó. Đây. Vô chịu vô. Rồi. Con nói đi. Thôi em nói đi. Em không biết nói. Em biết nói. Rồi bây giờ tìm giùm ha. Lấy chân ra đi con. Đây lấy chân ra để em Tâm bấm cho. Mở YouTube Tâm Rộm. Dạ không? Rồi nó ra tầm bậy rồi. Kêu Tâm Rộm thôi được rồi. Tâm Rộm thôi. Tâm Rộm Vlog. Đó ra. Đó. Rồi, kiếm clip Chí Hào rồi. Kiếm clip Chí Hào đi. Kiếm clip Chí Hào đi. Rồi cái clip Chí Hào phải không? Đây để Tâm bấm cho. Cậu bé người cua Tâm Rộm. Đây clip của Chí Hào nè, lấy clip trên nè, clip trên nè, clip trên. Rồi clip vô. Đây nè, clip trên rồi, clip trên đây. Đâu rồi. Quên lâu rồi. Em bấm vô đó đi. Nó quảng cáo. Quên lâu rồi. Đó, được không? Phải không? Được. Thấy không? Phải Chí Hào không? Phải Chí Hào không? Phải không? Phóng bự ra luôn. Phóng bự ra nè. Phóng bự giống màn hình coi có nét không? Dạ, đó. Ai vậy? Thấy không? Thấy giống Chí Hào không? Giống không? Ai ổng? Ủa chết rồi. Quay ở không có mặc đồ vậy? Thấy không mặc đồ thấy không nè? Thấy rồi chứ. Có mặc đồ không? Đâu Chí Hào dòm lại coi có mặc đồ không? Có mặc cái quần kìa. Có mặc cái quần kìa. Có hả? Còn kiểm tra rồi đúng không? Có rồi. Rồi. Có mấy lần?
3-4 lần. 3-4 lần luôn. Dạ. Có coi kênh chú Việt không? Chắc không có rồi. Chú Việt kênh gì? Tên Việt. Quỳnh Thanh Việt. Việt 1971. Em không biết cái kênh. Em không biết cái kênh. Trời ơi, trời ơi. Đây nè, cái iPad này cũng có tấm lòng của chú Việt gửi vô cho em đó đó. Yeah. Cảm ơn chú Việt đi. Cảm ơn chú Việt. Rồi, có gì con? Dạ thì hôm nay thì cái món quà này thật sự thì cảm ơn các nhà hảo tâm đã có tấm lòng gửi cho bé Chí Hào cùng với anh Quỳnh Thanh Việt 1971. Thì nói chung thì đây là cái món quà tinh thần để giúp cho em trong những lúc ở nhà này, chỉ quanh quẩn bên cái giường bệnh thôi, chỉ bò ra bò vô, cái động tác rất là khó khăn. Nhưng mà em có một mong muốn là có một cái máy tính bảng á để mà chơi game cũng như xem YouTube đồ những lúc thư giãn đồ á, bò quàng để cho đỡ buồn, cho cái cuộc sống nó sẽ bớt nhàm chán hơn. Thì một lần nữa mình gửi lời cảm ơn đến quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Dạ thôi vậy thôi, mình cũng xin dừng cái video tại đây nha, và xin hẹn cả nhà ở một video gần nhất nha.